Xin chào các bạn, đây là clip review chiếc điện thoại được rất là nhiều bạn quan tâm, đó là Xiaomi Mi A1. Cái máy này chuẩn bị được bán ở Việt Nam với giá là khoảng 6 triệu đồng và chúng ta có một cấu hình rất là tốt. Chiếc máy này có chip Snapdragon 625 4GB RAM, bộ nhớ trong tới 64GB và nó có cái hệ thống camera kép cùng với cái chức năng chụp hình làm mờ phông tương tự như là 7 Plus, 8 Plus, Note 8. Đó. Và thêm một điều đặc biệt nữa là cái chiếc máy này nó được cài cái hệ điều hành Android gốc trên cái dự án Android One của Google. Có nghĩa là bây giờ nó sẽ sử dụng cái giao diện Android gốc, sử dụng những cái phần mềm, những cái chức năng hoàn toàn là gốc của Google và Android, chứ không có sử dụng cái giao diện MIUI của Xiaomi nữa. Và đây là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, đây là một cái máy có kích thước 5.5 inch, ngoại hình rất là cơ bản, dễ dùng, dễ xài, dễ cầm. Duy chỉ có một cái điều mà mình không thích lắm, đó là cái vị trí cảm biến vân tay nằm ở mặt sau. Thì cái này có thể khắc phục qua một thời gian chúng ta làm quen với nó thì nó cũng không phải là một cái vấn đề nó nghiêm trọng lắm ha. Để lên ngón tay vẫn vừa được, chỉ cần để lên là nó sẽ mở khóa. Thứ hai, đó là cái camera. Đó, cái camera chúng ta có thể chụp hình làm mờ phông rất là đơn giản, chỉ cần bấm vào cái biểu tượng trên đây thì nó sẽ chuyển sang hiệu ứng làm mờ phông. Hoặc là chúng ta cũng có thể chuyển đổi giữa 1x và 2x, đây là cái zoom quang chứ không phải là zoom kỹ thuật số. Tinh tế đã có một cái bài đánh giá camera của con này, có rất là nhiều ảnh đẹp ở trong đó, thì mình sẽ chèn cái link hình đẹp đó vào trong bài để mà các bạn thấy. Thứ ba, đó là cái tốc độ phản hồi của cái máy này thì mình thấy nó chỉ ở mức trung bình thôi. Trước đây những cái máy Xiaomi trước đây dùng cái MIUI á, giao diện MIUI thì mình thấy nó phản hồi rất là tốt, rất là nhanh. Trong khi trên cái máy này dùng cái giao diện gốc của Android thì mình thấy thì nó lại chậm hơn một chút, thì mình thấy là nó hơi kỳ lạ ở điểm này. Rồi, cái điểm tiếp theo đó là cái máy này đáng tiếc không có khả năng mà up hình original mà không bị giới hạn dung lượng. Hiện tại có con Pixel và Pixel XL là được cái chức năng này. Trong khi con này cũng là dùng cái Android One. Nhiều bạn nói là máy này được nhưng mà mình kiểm tra thực tế thì nó không có được cái chức năng up hình original. Đó, như các bạn thấy trong Google Photo của mình là nó vẫn bị hạn chế đây, không có được. Đó. Rồi, với cái mức giá tầm 6 triệu thì mình thấy chiếc Mi A1 này rất là cạnh tranh với những cái máy thậm chí là có giá bán cao hơn, phân khúc cao hơn, là bởi vì tại sao? Nó có camera kép làm mờ phông, có 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và chạy hệ điều hành Android gốc, giao diện gốc chứ không còn sử dụng cái một cái giao diện tùy biến nào khác nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn.